Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin tài chính thị trường trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Toàn đã đồng hành cùng bản tin. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 9, bản tin bắt đầu với những thông tin tham khảo trên thị trường tài chính. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 12 tháng 9 tại thị trường thành phố Đà Nẵng, giá vàng SJC giảm 100.000 đồng một lượng, niêm yết ở mức là 55.850.000 đồng một lượng và bán ra là 56.570.000 đồng một lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra. Trên thị trường thế giới, sáng ngày 12 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch quanh ngưỡng là 1.941 đô la Mỹ một ounce, Trước tuần ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức là 23.206 đồng, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch ngân hàng nhà nước hiện mua vào ở mức là 23.175 đồng không đổi và bán ra ở mức là 23.852 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại chủ yếu ở mức là 23.090 đồng mua vào và 23.270 đồng bán ra, không đổi hơn một tháng qua. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng 15 đồng, mua vào lên mức là 23.170 đồng một đô la Mỹ, bán ra là 23.190 đồng một đô la Mỹ. Trung tâm khuyên công và xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương vừa tổ chức chương trình bàn giao hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị được thứ nhất cho các đề án sản xuất công nghiệp nông thôn tại huyện Hòa Văn, quận Liên Chiểu và Ngũ Anh Sơn, theo chương trình khuyến công quốc gia và địa phương. Chương trình có tổng kinh phí gần 5,1 tỷ đồng, trong đó từ nguồn khuyến công hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng và đóng góp của doanh nghiệp là hơn 3,7 tỷ đồng. Trong thời điểm này, việc triển khai các đề án có sự hỗ trợ từ nguồn khuyến công đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Thưa quý vị, tiếp nối các hoạt động trong chiến dịch Because We Care do các cán bộ nhân viên PNG ủng hộ chung tay góp phần giúp cho miền Trung vượt qua đại dịch Covid-19. Hôm qua, đại diện PNG đã tiến hành trao tặng các thiết bị y tế, có giá trị cho một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị nhằm hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như phục vụ cho các hoạt động điều trị của bệnh viện về sau. Trước đó, thì PNG đã hỗ trợ cho 200 bộ đồ bảo hộ, 5.500 khẩu trang bạc, 250 chai sát khuẩn, chi viện kịp thời cho Bệnh viện Giả Chiến Hòa Vang, Bệnh viện Đa Khoa, khu vực miền núi Bắc Quảng Nam, các khu cách ly của Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang và Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông, tặng 9 ống sinh thiết xét nghiệm COVID-19 cho CDC Quảng Ngãi và 1.000 chiếc khẩu trang nano bạc hỗ trợ cho khu cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông Hồ Ginh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Trung Thu, nhưng thị trường này tại Đà Nẵng lại kém sôi động do những tác động từ dịch Covid-19. Năm nay, nhiều công ty cửa hàng bán bánh Trung Thu chủ yếu là triển khai các kênh bán hàng online, nên số lượng các gian hàng bày bán hàng bánh Trung Thu giảm nhiều so với các năm trước. Giá cả của các loại bánh thì đa dạng, nhiều phân khúc khách hàng. Những loại bánh nướng truyền thống, bánh dẻo, bánh ăn chay v.v. có mức giá dao động từ 40.000 đồng cho đến 400.000 đồng một chiếc, tùy loại và tùy theo trọng đường xu hướng thị trường bánh trung thu năm 2020 ưu tiên dòng bánh giàu dinh dưỡng cao, ít ngọt và tốt cho sức khỏe. Theo phân tích của các chuyên gia bán lẻ, kể từ khi dịch Covid-19 bùng nổ, mô hình siêu thị lớn không còn mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Ngược lại, lại là mô hình siêu thị mini, mini mart, cho thấy tính ưu việt của nó bởi tính cơ động và có thể giảm đáng kể thiệt hại khi phải đóng cửa tạm thời. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Kenta World Panel, hơn 1 phần 3 số hộ gia đình Việt Nam hiện nay chọn mua hàng tại các siêu thị nhỏ hay là cửa hàng tiện lợi. Và những cửa hàng này có cơ sở vật chất, tiện nghi, dịch vụ, khách hàng tốt, mở cửa 24 trên 24 giờ, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nên đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Sở Công Thương Đà Nẵng sẽ tuyển chọn từ 50 doanh nghiệp và chọn ra 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia dự án Newbiz hỗ trợ 500.000 doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử bền vững. Đây là dự án do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vietcom cùng Trung tâm Phát triển Kinh doanh Online IM Group và sàn Thương mại điện tử Tiki thực hiện. Các nội dung hỗ trợ cụ thể gồm miễn phí một năm sử dụng website tích hợp các hệ thống bán hàng online, thanh toán online, quản lý bán hàng online, iTop, hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng bao gồm website, sàn thương mại điện tử miễn phí, đưa sản phẩm của doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử kỳ miễn phí. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đã mang đến triển vọng cho xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này trong những tháng cuối năm 2020. EU hiện là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ tư của Việt Nam, chiếm đến 13,3% tổng giá trị của xuất khẩu tôm nước ta sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và ZEP, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam vào EU đã tăng mạnh ở mức là hai con số sau khi hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực. Cụ thể là trong tháng 8 năm 2020, xuất khẩu tôm vào EU ước tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp hòa khánh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ minh toàn đã đồng hành cùng bản tin xin kính chào và hẹn gặp lại sẽ nhà bạn quan tâm đến điều gì nhất công trình ly lòm bạc cái xi măng kim mà nhìn nó chắc chắn về xi măng kim đỉnh đó bác ạ à? xi măng kim đỉnh đảm bảo chất lượng rất là cao ừ. uy tín à, sự đông kết rất là tuyệt vời ừ. rất giống màu đá của thiên nhiên nhìn rất là đẹp bác ạ à. người làm nhà như tôi á phải tin Toán Bác nền. khỏi phải lo giá cả của xi măng kim đỉnh so với các loại xi măng hiện nay không là bao hết Bác làm nhà là để ở cả đời cơ mà chú nói vậy là tôi yên tâm tôi phải quyết định chọn xi măng kim đỉnh Kim đỉnh chất lượng làm nên đỉnh cao Công ty trách nhiệm hàng thương mại và dịch vụ Minh Toàn, tổng đại lý xi măng kim đỉnh tại miền Trung